te nữa rồi. Ô, này được rồi con. Cái này được dính cả nhà ơi, hết nồi mà nó vẫn dính con cua. Chào cả nhà nha. Hồi chiều em có đặt được ít lờ, bây giờ em đi thăm đi em cả nhà ơi. Em mời cả nhà cùng đi thăm lờ với em coi có cua nhiều không nha. Hai nước thật cạn. Ồ, hết màu rồi mà không biết có dính con cua không đây. Cua bé lớn mà nó ăn hết cục nội của em luôn cả nhà ơi. Cái đầu tiên em được một con mà nó hơi nhỏ, con này nó hơi nhỏ em thả lại nghe cả nhà. Con này nó nhỏ quá, nước sao á bắt nó. Hơi lâu lâu rồi em không đi thăm lờ đêm. Bữa nay em đi thăm đêm bữa cây nó hên cả không cả nhà ơi. Bữa nay nước cạn dữ vậy ta. Không dính luôn cả nhà ơi, bữa nay sao không dính gì hết đây. Nay cũng mới cái đầu nước sổ à cả nhà ơi, nên em cũng dán em chắc móc em đặt là phụ thêm cái có cua đồ thêm không. Bữa nay nước nó hơi cạn rồi, nó nằm trên bờ không à. Cái lượt không ăn hết mồi của em hết không mà nó không dính cua. Cua tôm này nó cũng vô chừng lắm cả nhà ơi, có khi ha em thăm hết chồng lờ vậy mà nó không có dính con nào, còn có khi ha một cái lợn gì đó hai ba con vậy đó. Nhẹ te nữa rồi. Ô, này được rồi con. Cái này được dính cả nhà ơi, hết mọi mà nó vẫn dính con cua. Cái này nó hết ăn hết mọi mà nó còn còn
con này bắt được. Con yên nhất mừng ngày. Con cua em bé à, con cua này nó nhỏ quá cả nhà ơi, lọt luôn, không lọt nổi, nó ra được nửa con rồi. Đó. Mình nó vô nó làm cũng te tô miếng màu hết trơn. Cua nó chưa chạy, dỡ lên toàn là không nhiều nghe cả nhà. Thế cái móc độ của em nó gãy rồi, em chế rồi em móc đại luôn. Giác này làm nghe e đây nước nó cạn quá, em có vô được không con?
Cạn quá nước này không đi được tới nữa rồi cả nhà ơi. Ở tới đây giờ em thăm cũng hơn nửa dàn lờ rồi, em được có một con thôi cả nhà ơi. Bây giờ nước ở dưới vuông này nó cũng cạn quá, em không chống được. Bây giờ cái đó để em để sáng nước đầy đầy em thăm, giờ em về thôi. Giờ em hẹn gặp lại cả nhà mình video sau nha, em về thôi cả nhà ơi.